phạt chủ trang fanpage Giang Kim Cúc và các cộng sự vì đăng tin sai sự thật. Ngày 10 tháng 9, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với chủ thể sử dụng trang fanpage mạng xã hội Facebook Giang Kim Cúc và các cộng sự. Trang này bị phạt vì đã phát sóng trực tiếp có nội dung thông tin sai sự thật về việc bà ngoại rút ống thở cháu theo điểm A khoản 1, điều 101 Nghị định số 15 năm 2020 của Chính phủ. Trước đó vào ngày 2 tháng 9, khi nhận được thông tin một cháu bé không qua khỏi tại bệnh viện nhưng không được đơn vị nào hỗ trợ mai táng, một người đã liên hệ với nhóm Giang Thị Kim Cúc. Nhóm này đến bệnh viện đã quay trực tiếp vụ việc và phát lên mạng xã hội. Trong buổi live stream, trưởng nhóm bà Giang Kim Cúc nói, bác sĩ cho biết em bé vẫn còn hô hấp được, nhưng bà, ý nói là bà ngoại, không có tiền, gia đình hoàn cảnh nên đã rút ống thở ra. Thông tin này đã lan truyền trên mạng xã hội và tạo ra làn sóng phẫn nộ đối với bà ngoại của cháu bé. Tuy nhiên sau đó bà ngoại cháu bé khẳng định bé đã không qua khỏi trước khi nhập viện. Bà ngoại là người đã ký vào cam kết cháu bé đã không qua khỏi trên đường đến nơi cấp cứu. Sau đó fanpage Giang Kim Cúc và các cộng sự đã xóa live stream. Đến ngày 4 tháng 9, fanpage này tiếp tục live stream và xin lỗi về câu chuyện bà ngoại rút ống thở cháu, nhưng không kể đến bản chất thật của sự việc.